Hồng Nguyên xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị nhà đầu tư đang theo dõi BT News, bản tin tài chính buổi sáng của BT Group số ngày 25 tháng 8. Và ngày hôm qua thì vàng đã tạo cho chúng ta một làn sóng tăng điểm phá vỡ vùng kháng cự 1953. Tuy nhiên thì ngay sau đó giá vàng đã giảm trở lại, tạo thành một fail support cao. Nhìn chung thì giá vàng trong giai đoạn này di chuyển thiếu định hướng và thiên về sùn sideways. Do các tin tức không có gì mới nên là động lực cho giá vàng không có nhiều. Thông tin từ Tổng thống Mỹ Trump cho thấy rằng việc cho phép sử dụng khẩn cấp huyết tương đã qua xử lý có thể được coi là một trong những rào cản mới nhất cho thị trường hàng hóa hiện nay. Về tình hình dịch bệnh, sự cải thiện đã bắt đầu được quan sát rõ hơn tại một số quốc gia như Mỹ, Úc. Tuy nhiên thì một số nơi lại bắt đầu trở nên căng thẳng như là Đức và Pháp, và điều này đã làm cho sống lại cái tâm lý e ngại của các nhà đầu tư khi tham gia vào thị trường. Tuy nhiên thì sự lây lan của dịch bệnh tại Hoa Kỳ cũng đã dần chậm lại đáng kể và đồng đô la Mỹ của chúng ta đã dần trở nên ổn định, và điều này kìm hãm đà tăng của giá vàng. Về tình hình thương mại Mỹ và Trung, Tổng thống Mỹ Trump tiếp tục công kích vào Trung Quốc bằng những phát biểu mới nhất. Trong cuộc họp phỏng vấn với Fox Business News, ông đã nêu ra khả năng rằng nền kinh tế Mỹ có thể sẽ tách ra khỏi Trung Quốc, và Trump chỉ ra rằng nếu như Trung Quốc đối xử không đúng với Mỹ thì siêu cường quốc này sẽ có thể chấm dứt giao thương với Trung Quốc ngay lập tức. Và tuy nhiên thì hy vọng về giai đoạn đầu của cuộc đàm phán vẫn nằm trong lịch trình của các nhà hoạch định chính sách, do đó thì rủi ro có thể sẽ thấp hơn một chút. Và giá dầu thô vẫn ổn định vào thứ hai khi mà cơn bão ập đến trên vịnh Mexico. Mặc dù giá bị giới hạn bởi những lo ngại liên tục về nhu cầu nhiên liệu bị cắt giảm trước tình hình dịch bệnh, và chủ nhật bão Marco và bão nhiệt đới Laura đã xé toạc vùng biển Caribe và vùng vịnh Mexico, buộc các công ty năng lượng phải kéo công nhân từ giàn khoan ngoài khơi và dừng hoạt động khai thác dầu. Hai cơn bão này lần lượt đổ bộ vào bờ vịnh Hoa Kỳ trong tuần này, khiến cho khu vực này hứng chịu một cú đúc, nơi mà hơn một nửa sản lượng dầu ngoài khơi đã bị ngừng hoạt động. Các nhà sản xuất đã đóng 58% sản lượng dầu ngoài khơi của vịnh và 48% nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên vào chủ nhật. Khu vực này chiếm 17% tổng sản lượng dầu và 5% khí đốt tự nhiên của Mỹ. Giá dầu thô tăng do rắc rối kép ở Đại Tây Dương có thể dẫn đến sự gián đoạn lớn trong trong hoạt động khai thác dầu ở vịnh Mexico. Tuy nhiên thì đà tăng của dầu có thể sẽ bị chững lại do sự không chắc chắn của virus corona sẽ tiếp tục đè nặng lên triển vọng về nhu cầu dầu thô. Một số các yếu tố hỗ trợ thêm cho giá dầu đó chính là báo cáo từ các nước thành viên trong tổ chức hiệp hội sản xuất dầu mỏ OPEC và các cường quốc dầu mỏ khác bao gồm cả Nga, rằng các nước trong nhóm OPEC đã sản xuất cao hơn mục tiêu nguồn cung từ tháng 5 cho đến tháng 7 sẽ cần phải cắt giảm sản lượng hơn 1 triệu thùng một ngày trong 2 tháng để bù đắp vào lượng dư cung. Trước đó thì thị trường đã đặt cược vào nền kinh tế châu Âu sẽ phục hồi nhanh hơn Mỹ, cũng là một cái yếu tố quan trọng để kìm hãm sự phát triển của đồng đô la Mỹ. Tuy nhiên thì khi mà dịch virus ở châu Âu bùng phát trở lại, dữ liệu kinh tế không tốt bằng Mỹ và cuộc đàm phán giữa Anh và châu Âu đang đi về bế tắc thì điều này lại gây áp lực lên đồng euro và bảng Anh, và tất nhiên là nó sẽ hỗ trợ cho đồng đô la Mỹ của chúng ta. Mỹ đã không thể đạt được những cái thỏa thuận về kích thích kinh tế đã gần một tháng kể từ lần hỗ trợ thất nghiệp vào cuối tháng 7, và điều này có thể làm gia tăng áp lực kinh tế đối với Mỹ, và đồng thời ảnh hưởng của dịch bệnh tiếp tục đè nặng lên nền kinh tế và cũng gây áp lực tiềm ẩn đối với đồng đô la Mỹ. Chỉ số đo lường biến động đồng bằng xanh ổn định so với các đồng tiền chính vào thứ hai khi mà các nhà giao dịch xem xét thêm về dữ liệu đánh giá sức khỏe của nền kinh tế toàn cầu và những động thái của Cục Dự trữ Liên bang tại hội nghị Jackson Hole để có thể hướng dẫn về triển vọng chính sách kinh tế tiền tệ trong tương lai. Tâm lý của các nhà đầu tư khi đầu tư vào đồng bạc xanh đã được cải thiện phần nào do những cái dữ liệu và hỗ trợ về hoạt động kinh doanh và doanh số bán nhà, nhưng mà vẫn tồn tại những lo ngại về việc nới lỏng tiền tệ bổ sung có thể cần thiết để giữ vững cái đà tăng trưởng kinh tế được đi đúng hướng. Và sau đây sẽ là biên tập viên Hoàng Anh cùng với những tin tức và sự kiện đáng chú ý trong ngày. Xin cảm ơn biên tập viên Hồng Uyên với những tin tức đáng chú ý có trong ngày hôm qua, và sau đây Hoàng Anh xin được gửi tới các quý nhà đầu tư những tin tức của ngày hôm nay. Về giá vàng ngày hôm nay 25 tháng 8, áp lực lớn đè vàng chìm sâu. Giá vàng thế giới đêm 24 tháng 8 cao hơn khoảng 27,7%, tương đương 422 USD trên ounce so với đầu năm 2020. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 55,0 triệu đồng một lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 1,5 triệu đồng một lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều ngày 24 tháng 8.
Vàng thế giới tiếp tục chịu áp lực giảm trong bối cảnh giới đầu tư thận trọng trước một sự kiện quan trọng, hội nghị Jackson Hole, nơi mà những tín hiệu chính sách tiền tệ quan trọng có thể được đưa ra. Giới đầu tư vàng có xu hướng hạn chế đặt cược mới trước hội nghị chuyên đề Jackson Hole. Hội nghị năm nay sẽ đề cập đến các chính sách tiền tệ của chính phủ Mỹ, nền kinh tế Mỹ cũng như toàn cầu. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed dự kiến sẽ có bài phát biểu vào sáng 27 tháng 8 theo giờ địa phương. Ông Powell sẽ cung cấp manh mối về phương án điều chỉnh chính sách tiền tệ Mỹ của Fed trong hội nghị sắp tới và đây sẽ là một trong những yếu tố tác động mạnh từ giá vàng. Vàng được dự báo có thể giảm tiếp trong ngắn hạn nhưng vẫn duy trì xu hướng tăng giá dài hạn. Theo một số nhà phân tích, sau một đợt tăng lịch sử kể từ đầu năm, vàng đã bước vào giai đoạn củng cố cần thiết. Đây được coi là một đợt điều chỉnh lành mạnh và nó sẽ giúp vàng duy trì xu hướng tăng trong dài hạn. Theo đại diện của FXG, vàng có thể trượt xuống bên dưới đường xu hướng tăng kéo dài 5 tháng ở mức 1.890 USD trên ounce và hướng về ngưỡng hỗ trợ 1.863 USD nếu chủ tịch Fed không đưa ra các tín hiệu chính sách rõ ràng trong cuộc họp sắp tới. Về tỷ giá ngoại tệ ngày 25 tháng 8, USD tăng trở lại sau tín hiệu tích cực. Đầu phiên giao dịch ngày 25 tháng 8 trên thị trường Mỹ, đêm 24 tháng 8 theo giờ Việt Nam, chỉ số US Dollar Index đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 93,07 điểm. Đồng USD trên thị trường quốc tế tăng trở lại sau khi chính quyền ông Donald Trump cấp phép khẩn cấp cho phương pháp điều trị COVID-19 mới. Theo đó, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA đang tiến hành quy trình cấp phép khẩn cấp cho việc sử dụng huyết tương chống COVID-19 vì tin vào những hiệu quả mà nó mang lại cho những người nhiễm bệnh. Theo FDA, những lợi ích mà đã biết vượt trội hơn hẳn so với những nguy cơ cả đã biết và tiềm ẩn trong việc sử dụng sản phẩm này. Theo đó, huyết tương được lấy từ những người bệnh nhân nhiễm COVID-19 đã được chữa khỏi sẽ được đưa vào người nhiễm vì nó mang kháng thể chống virus. Phương pháp này được sử dụng cho những người đang trong tình trạng nguy kịch vì bệnh. Hôm nay không có lịch trình kinh tế nào đáng chú ý, nhà đầu tư vẫn thiên về kỹ thuật để kiếm cơ hội giao dịch tốt nhất. Cuối cùng, thay mặt cho BT Group, Hoàng Anh xin kính chúc toàn thể các quý nhà đầu tư có một ngày làm việc hiệu quả và giao dịch đại thắng lợi.